Quý vị khán giả đang theo dõi bản tin công đoàn của Báo Lao Động. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin nổi bật trong tuần vừa qua. Để kịp thời động viên, ghi nhận những kết quả mà các vận động viên nữ Việt Nam đạt được tại SEA Games 32, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định trao thưởng và tri ân những thành tích của 229 nữ vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32, số tiền 492 triệu đồng. Đây là tình cảm của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động cả nước gửi gắm trao tặng các nữ vận động viên nhằm ghi nhận sự đóng góp quan trọng của họ với nền thể thao nước nhà, góp phần thiết thực vào việc nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong các lĩnh vực và trong đời sống xã hội. Liên quan vụ việc hàng trăm công nhân công ty cổ phần GRF chuyên sản xuất gỗ tại Bình Dương ngừng việc để phản đối phương án cắt giảm lao động và lương thưởng cuối năm của công ty. Theo thông báo mới nhất, công ty này đã nhượng bộ một bước khi đồng ý vẫn giữ nguyên tiền thưởng thâm niên và tiền thưởng tháng 13 cho năm 2023. Tuy nhiên, từ năm 2024 trở đi, tiền thưởng cuối năm chỉ giữ lại tiền thưởng thâm niên, hủy bỏ tiền thưởng tháng 13. Hiện các cấp công đoàn, cơ quan chức năng đang tuyên truyền, giải thích cho người lao động hiểu rõ, cùng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và kêu gọi người lao động quay trở lại nhà máy sản xuất. Liên quan đến việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội chưa đúng với mức hưởng mới, theo lý giải từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngày 29 tháng 6 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2023/NĐ-CP quy định thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Song tới ngày 14 tháng 8 năm 2023, nghị định này mới có hiệu lực thi hành. Vì vậy, để kịp thời chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho người hưởng tháng 7 và tháng 8 năm 2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thực hiện chi trả theo mức hưởng tháng 6 năm 2023. Việc chi trả theo mức hưởng mới và truy trả phần chênh lệch tăng thêm của tháng 7, tháng 8 năm 2023 cho người hưởng sẽ được thực hiện vào tháng 9 năm 2023. Năm 2018, anh Phạm Văn Xuân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định và anh Trần Trọng Tú, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đi xuất khẩu lao động tại COES qua Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực và Thương mại Việt Nam Vinamex, trụ sở tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Ngày 8 tháng 8 năm 2020, hai anh cùng tử vong do tai nạn lao động. Ngày 9 tháng 9 năm 2020, gia đình hai lao động trên nhận thi hài người thân. Tuy nhiên, gần 3 năm qua, vợ con của hai lao động trên vẫn chưa nhận được khoản bảo hiểm tai nạn lao động từ phía chủ sở hữu lao động cũng như các bên liên quan. Phiên tòa xử vụ việc này đã nhiều lần bị trì hoãn. Kính thưa quý vị, Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có thời điểm lên đến 39 độ C. Ngoài trời đã nóng nực, khó chịu, bên trong những căn phòng chật chội chỉ hơn 10 mét vuông cạnh khu công nghiệp Bắc Thăng Long lại càng ngột ngạt, bức bối hơn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động. Trong căn phòng vỏn vẹn 8 mét vuông, nơi chỉ đủ chứa một chiếc giường, một chiếc xe máy và một vài vật dụng thiết yếu là chỗ ở của bạn Dì Sâu Ngọc, công nhân làm việc tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội. Hơi nóng tỏa xuống từ những tấm tôn khiến căn phòng ngột ngạt và nóng bức. Tuy nhiên, Ngọc chỉ dám bật điều hòa 15 phút để tiết kiệm tiền điện. Nhiều khi mình đi làm về phòng thì chật hẹp, rồi nắng nóng nó hớp hơi thì mình cũng rất là khó ngủ. Nhiều khi nóng quá thì anh em rủ nhau, mấy bạn nam thì rủ nhau ra ngoài uống trà đá. Bên trong các nhà trọ cạnh khu công nghiệp Bắc Thăng Long, hàng nghìn công nhân đang phải vật lộn chống chọi với nắng nóng, không còn cách nào để giải nhiệt cơ thể. Những người công nhân này chọn nền nhà làm nơi ngạt lưng sau những giờ làm việc mệt mỏi. Có lúc thì nóng quá mình cũng không thể ngủ được, mình cũng nằm được trên giường thì mình nằm ở dưới sàn nhà cho nó đỡ nóng. Các chuyên gia khuyến cáo trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hiện nay, người lao động, chủ sử dụng lao động phải chú trọng đến vấn đề đảm bảo an toàn, trang bị đầy đủ thiết bị chống nắng. Đặc biệt, các doanh nghiệp cần có chính sách hỗ trợ nhà ở để đảm bảo điều kiện sống cho công nhân. Kính thưa quý vị, trong mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay, có một câu hỏi của bà đọc gửi về cho chương trình như sau. Viên chức thường xuyên trực tiếp làm công việc chăm sóc người bệnh lao phổi có được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế hay không? Để bà đọc hiểu rõ hơn về vấn đề trên, Phó Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Xiaomi sẽ giúp chúng tôi giải đáp ngay sau đây. Theo quy định tại khoản 1 điều 3 Nghị định số 56 năm 2011 NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập được bổ sung bởi điều 1 Nghị định số 05 năm 2023 thì viên chức thường xuyên trực tiếp làm công việc chăm sóc người bệnh lao phổi được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế với mức phụ cấp ưu đãi là 70%. Phụ cấp ưu đãi theo nghề được tính theo tỷ lệ phần trăm trên mức lương ngạch bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có của viên chức.
cảm ơn những giải đáp vừa rồi của Phó Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn Jiumi Vũ Thủy Trang. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận câu hỏi của bạn đọc qua hộp thư tòa soạn a.lao động.com.vn. Còn bây giờ, thời lượng chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những số tiếp theo.